Ngày 23 tháng 12 tại thành phố Hòa Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Ngày hội Việc làm tỉnh Hòa Bình năm 2023. Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, ngày hội thu hút hơn 1.000 người lao động, học sinh, sinh viên, 32 đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong khuôn khổ Ngày hội Việc làm người lao động, học sinh, sinh viên được cung cấp thông tin thị trường lao động, tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm. Từ các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức tuyển dụng và cung ứng lao động, tuyển sinh, đào tạo nghề. Đây cũng là dịp để người lao động lựa chọn công việc phù hợp, định hướng nghề nghiệp phù hợp thông qua các thông báo tuyển dụng lao động và tuyển sinh học nghề qua hình thức tuyển sinh, tuyển dụng trực tiếp tại các gian hàng. Ngày hội việc làm ngày hôm nay rất là bổ ích và ý nghĩa, giúp cho chúng em tìm được việc làm phù hợp sau khi mình đã tốt nghiệp ra trường, giúp cho mình tìm được một ngành nghề phù hợp với nguyện vọng của bản thân mình ạ. Chúng tôi tổ chức ở đây với cái sự kết nối của chính quyền địa phương, với các doanh nghiệp, với người lao động. Ở đây thì người lao động sẽ tìm kiếm được việc làm của mình phù hợp với cái điều kiện của mình và cũng như là cái điều kiện để đi đào tạo nghề. Và bên cạnh đó thì doanh nghiệp cũng quảng bá được những cái sản phẩm của mình. Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã chú trọng công tác giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề, đặc biệt cho những đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ về kiến thức, kỹ năng để có việc làm hoặc tự tạo việc làm ổn định, chủ động vươn lên thoát nghèo. Những chương trình ngày hội việc làm như thế này là cơ hội để người lao động tiếp cận thông tin về tuyển sinh, việc làm trong nước, ngoài nước, góp phần giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp, thúc đẩy quá trình giảm nghèo cho địa phương cũng như toàn tỉnh Hòa Bình. Hòa Bình là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Số hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn khá cao, trên 40.000 hộ. Chính vì vậy mà tỉnh Hòa Bình xác định được cái nhiệm vụ trọng tâm làm sao để người trước hết là người lao động ổn định được cuộc sống và góp phần cho sự phát triển của địa phương, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thì vấn đề việc làm luôn là cái vấn đề mà lãnh đạo tỉnh cũng như là các ngành, các cấp, các địa phương đều rất là quan tâm. Tại chương trình cũng diễn ra các lễ ký kết hợp đồng tuyển cung ứng và bàn giao lao động giữa Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh với các Trung tâm Dịch vụ Việc làm khu vực phía Bắc.